một giải phóng quân chấp 10 Việt Nam Cộng Hòa ngoạn mục tại đồi Đắc Tô năm 1972. Quý vị và các bạn thân mến, trận đánh tại đồi Đắc Tô năm 1972 diễn ra thần tốc, ác liệt. Sau 10 tiếng đồng hồ quyết chiến, quân ta đã đánh bại toàn bộ lực lượng hùng hậu tương đương một sư đoàn của địch, làm chủ căn cứ E-42. Nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh của quân Mỹ khi chứng kiến quá nhiều đồng đội chết và bị thương. Vậy, trận chiến trên đồi 875 Đắc Tô đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Chân Dung Lịch Sử theo dõi trong video ngay sau đây. Đắc Tô, Tân Cảnh vốn là căn cứ quân sự mạnh nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Bắc Tây Nguyên. Đầu năm 1972, ở đây có 28 tiểu đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn pháo binh và 4 tiểu đoàn thiết giáp. Phần lớn lực lượng được bố trí ở dãy cao điểm phía tây sông Poco, hình thành tuyến phòng ngự lâm thời từ xa bảo vệ thị xã Kon Tum. Cụ thể gồm các đơn vị Sư đoàn 22, Lữ đoàn Dù 2, một liên đoàn biệt động quân cùng với các chi đoàn xe tăng, pháo, không quân chiến thuật. Ngoài ra còn có sự yểm trợ bằng B-52 của Hoa Kỳ. Căn cứ Tân Cảnh là trung tâm chỉ huy của tuyến phòng ngự, được xây dựng khá kiên cố. Bọn địch ở căn cứ Trung đoàn 42 Đắc Tô, Tân Cảnh đã huênh hoang. Bao giờ nước sông Poco chảy ngược thì Việt Cộng mới chiếm được Đắc Tô, Tân Cảnh. Về phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam, để thực hiện chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B-3 đã điều động binh lực của hai sư đoàn là sư đoàn 320 gồm 3 trung đoàn 52, 64 và 48 và sư đoàn 2 gồm 2 trung đoàn 1 và 141, 4 trung đoàn bộ binh độc lập 66, 95, 28 và 24, trung đoàn đặc công 400, 2 trung đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn xe tăng và 6 tiểu đoàn pháo phòng không. Ngoài ra còn có sự tham gia của các lực lượng vũ trang tại địa phương. Tổng binh lực tham gia khoảng 20.000 người. Riêng tại mặt trận Đắc Tô, Tân Cảnh, lực lượng gồm các đơn vị Trung đoàn 28, Trung đoàn 66, Trung đoàn 95, Trung đoàn 24B phối hợp với Bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum do Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên Nguyễn Mạnh Quân trực tiếp chỉ huy. Đảng ủy đã nhất trí cách đánh, vây hãm diệt sinh lực địch, kết hợp đột phá. Trước hết bao vây các cứ điểm ngoại vi, tập trung lực lượng chủ yếu đánh thẳng vào trung tâm, nhanh chóng tiêu diệt cơ quan chỉ huy, sau đó tiêu diệt các cứ điểm khác. Với khẩu hiệu quyết tâm, địch tăng cường, kiên quyết đánh, địch co cụm, kiên quyết diệt, địch bỏ chạy, kiên quyết đuổi. Cả mặt trận bừng bừng khí thế, Trường Sơn chuyển mình, Poco dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng nhân dân. Để vây hãm quân địch ở Đắc Tô, Tân Cảnh và Kon Tum, ngày 26 tháng 3 năm 1972, ở phía nam thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95 phối hợp cùng với lực lượng vũ trang huyện Chư Pa, Gia Lai đánh địch trên đường 14, diệt nhiều đoàn xe tiếp tế của chúng, chia cắt con đường huyết mạch, tạo thế cô lập giữa Kon Tum với Pleiku. Cũng trên đường 14, Trung đoàn 28 phối hợp với lực lượng Kon Tum tập kích trận địa pháo địch tại Chang Kon Loi, đánh thiệt hại biệt động quân và diệt gọn hai đội xe bọc thép thuộc Trung đoàn thiết giáp 14 của địch, chặn đứng việc vận chuyển ứng cứu của địch từ thị xã Kon Tum đi Tân Cảnh. Cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường Tây Nguyên bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 năm 1972. Quân và dân ta nổ súng tấn công địch ở trên dãy điểm cao phía tây bờ sông Poco, tiêu diệt các căn cứ Delta, điểm cao 1049, Charlie, điểm cao 1015. Ngày 14 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng của ta đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn dù 3 của địch ở Đắp Can Peng, chọc thủng tuyến phòng ngự tây sông Poco, địch hoàn toàn nằm trong thế bị bao vây, cô lập. Rạng sáng ngày 24 tháng 4 năm 1972, ta đồng loạt tiến công căn cứ Tân Cảnh và Đắc Tô 2. Lực lượng tiến công Tân Cảnh là Trung đoàn Bộ binh 66, đội tăng cường đại đội xe tăng 7 và một số bộ phận khác như đặc công, phòng không, tên lửa chống tăng B-72. Lực lượng tiến công Đắc Tô 2 là Trung đoàn 1 của Sư đoàn Bộ binh 2. Do ta được bất ngờ và lựa chọn hướng tiến công chính xác cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội, đến 8 giờ sáng, quân ta đã cơ bản làm chủ Tân Cảnh. Tuy nhiên, tại Đắc Tô 2, tình hình gặp nhiều khó khăn, địch điều động 2 chi đội xe tăng, 10 xe M41 từ Bến Hết theo đường 18 về phản kích, đang từng bước đẩy lùi quân ta. Tình thế hết sức nguy cấp, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định điều một trung đội xe tăng lên chi viện cho bộ binh ta đánh địch phản kích. Lúc này, trung đội xe tăng 3 đã hoàn thành nhiệm vụ trên hướng thứ yếu và đang ở gần Đắc Tô 2 nên được chỉ huy đại đội giao nhiệm vụ này. Trung đội xe tăng 3 của Nguyễn Nhân Chiển gồm 3 xe tăng 377,
354, 369 và một xe cao xạ tự hành ZSU-572, số hiệu 472. Xe 377 có 4 thành viên, thiếu úy Nguyễn Nhân Triển, trưởng xe, hạ sĩ Cao Trần Vịnh, lái xe, hạ sĩ Nguyễn Đắc Lượng, pháo thủ và Hoàng Văn Ái, nạp đạn. Sau khi nhận nhiệm vụ, ông Triển lập tức truyền lệnh đến toàn trung đội và lệnh cho lái xe tăng tốc hướng về Đắc Tô 2. Con đường 18 nối Tân Cảnh với Đắc Tô 2 bị hư hỏng nhiều nên cơ động rất khó khăn, khoảng cách giữa các xe ngày càng giãn rộng. Đến gần Đắc Tô 2, khi quan sát thấy bộ binh ta đang vừa rút lui vừa chống đỡ một cách tuyệt vọng trước đoàn xe tăng hung hãn của địch. Sự sống còn của hàng trăm chiến sĩ như trứng để đầu đằng. Thiếu úy Nguyễn Nhân Triển quyết định không chờ các xe sau đến mà chỉ huy xe lao thẳng vào đội hình địch. Như một con mãnh hổ lao vào giữa đàn sói, xe 377 nhanh chóng bắn cháy hai xe 141 làm cho quân địch kinh hồn bạt vía. Chúng không dồn ép bộ binh ta nữa mà tổ chức lại đội hình, bao vây xe 377 và bắn trả liên tiếp. Kíp xe tăng 377 lợi dụng địa hình, địa vật bắn trả và đá hạ liên tiếp 7 xe tăng của địch. Hai xe tăng 354 và 369 biết xe 377 lâm trận đã mở hết tốc lực xông lên ứng cứu, vừa đi vừa đánh địch mở đường, diệt một số xe tăng địch nấp sau ụ chiến đấu. Nhưng họ chưa kịp hội quân cùng với đồng đội thì một chiếc M41 ở phía nam sân bay Đắc Tô 2 đã bắn trúng chiếc xe tăng 377. Lửa khói trùm kín chiếc chiến xa quả cảm ấy. Cả 4 dũng sĩ trên xe 377 hy sinh. Cùng lúc, xe tăng và bộ binh trung đoàn 1 tràn lên tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Đắc Tô 2. 11:30 hôm ấy, lá cờ của tỉnh ủy Kon Tum trao cho trung đoàn 66 tung bay trên cứ điểm Đắc Tô. Quân địch đóng ở các căn cứ Ngoc Bờ Lên, Ngoc Rinh Rua, Chi Lễ, quận Đắc Tô, rút chạy toán loạn. Một vùng đất từ Diên Bình qua Tân Cảnh đến Đắc Tô, về Đắc Mót và hàng chục ngàn đồng bào các dân tộc Kon Tum được giải phóng. Chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh đã thắng lợi giòn giã. Ta bắt sống 1.700 tù binh, trong đó có 50 sĩ quan. Vùng giải phóng được mở rộng và đặc biệt là khai thông ngã ba biên giới để đại quân tiến vào. Trong trận này, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã ghi dấu ấn trong trận đầu tiên lên cao nguyên. Đặc biệt, xe tăng T-54 số hiệu 377 đã dũng mãnh một mình chọi lại cả đơn vị xe tăng địch và bắn cháy gần hết xe địch. Cho đến giờ cũng không biết chính xác xe 377 đã bắn hạ bao nhiêu xe địch. Chỉ biết rằng sau trận đánh, địch bỏ lại 9 xác xe M41 cháy thui, trong đó xung quanh 377 là 7 chiếc. Có chiếc chỉ cách 377 chưa đầy 100m. Bên cạnh thi thể không còn nguyên vẹn của những người anh hùng, chỉ còn đó những nắm cơm đã cháy thành than mà kíp xe chưa kịp ăn giữa hai trận đánh. Nắm cơm cháy được trưng bày trong bảo tàng lực lượng tăng thiết giáp. Di vật còn lại của kíp xe 377 là minh chứng về tinh thần kiên quyết tấn công tiêu diệt địch. Một xe cũng tiến công, một người cũng chiến đấu, thể hiện cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của bộ đội xe tăng trong chiến đấu. Để ghi nhớ ngày diễn ra cuộc chiến đấu 1 chọi 10 huyền thoại, trường trung học cơ sở Tân Cảnh được đổi thành trường trung học cơ sở 24 tháng 4 vào năm 2001. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc ngày 9 tháng 1 năm 2009, kíp xe tăng 377 đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiếc xe tăng 377 đã trở thành tượng đài chiến thắng trong lòng cán bộ chiến sĩ tăng thiết giáp và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nằm ở trung tâm huyện lỵ Đắc Tô, xe tăng phiên hiệu 377 đã được tôn vinh trong quần thể tượng đài chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đánh giá như thế nào về trận đánh cao điểm tại đồi Đắc Tô này? Hãy để lại lời bình xuống phía cuối video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!